ở công gần 62.000 đô, tương đương với 1,3 tỷ đồng một người. À, cái này nói việc này thì nó có cái hay đó là mọi người đều nói rằng là mỗi người Việt Nam nợ đều nợ quốc tế là một người là gì 18 triệu 20 triệu gì đó. Thì bây giờ đã có bạn Nguyễn Thị Lý này cũng đã thống kê được coi Mỹ có nợ, người dân Mỹ có nợ quốc tế hay không. Đây, người Mỹ từ trẻ sơ sinh cho tới người lớn tuổi đã nghỉ hưu hiện đang gánh khoản nợ công quốc gia lên tới 61.967 đô mỗi người. Ngày 8 tháng 9, lần đầu tiên trong lịch sử, số lượng nợ công của Mỹ vượt mức 20.000 tỷ đô, chính xác là đạt 20.162 tỷ 176 triệu 799.904 đô la. Trong đó, theo Bộ Ngân khố Mỹ thì có tới 14 tỷ 6 đâu 14.662 tỷ 661 triệu 213.046 đô là khoản nợ từ các nguồn bên ngoài. Và 5.539 tỷ 515 triệu 584.857 đô là khoản nợ của nhiều cơ quan chính phủ khác nhau, hay còn gọi là nợ cổ phần nội bộ bên trong chính phủ. Số nợ của chính phủ liên bang đã bị đình trệ kể từ tháng 3 do mức trần nợ hay là giới hạn nợ theo quy định mà Bộ Ngân khố Mỹ được phép đạt đến ở bất kỳ thời điểm nào. Kể từ khi giới hạn này được phép tái áp đặt hồi tháng 3, Bộ Ngân khố Mỹ đã sử dụng các biện pháp bổ sung để giữ số nợ ở mức gần 19,84.000 tỷ. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ đã ký ban hành một sắc lệnh hoãn áp dụng mức trần nợ công cho tới ngày 8 tháng 12 năm 2017. Hành động này cho phép Bộ Ngân khố Mỹ mượn thêm nợ, và nếu tới thời hạn trên mà Quốc hội chưa thông qua nợ trần công thì cơ quan này sẽ lại tiếp tục sử dụng các biện pháp bổ sung để giữ trần nợ. Ngay lập tức, Bộ Ngân khố Mỹ đã vay thêm 317 tỷ đô để chi trả cho khoản bổ sung cần phải thanh toán. Các nhà phân tích tài chính cho biết chính phủ của ông Trump có thể tiếp tục dùng những biện pháp kỹ thuật để không vỡ nợ cho tới tận giữa năm 2018, đủ thời gian cho các nghị sĩ thảo luận về việc nâng trần nợ công. The Hill dẫn lời ông Michael Bertelsen, chủ tịch giám đốc điều hành của quỹ Peter Bertelsen, số lượng nợ công của Mỹ vượt mức 20.000 tỷ đô cho thấy tình hình tài chính của Mỹ không tốt. Ông dự đoán trong vòng 10 năm tới, chính phủ Mỹ sẽ phải trả khoản tiền lãi lên tới 6.000 tỷ đô, khoản tiền mà ông gọi là khoản đầu tư cho quá khứ thay vì tương lai. Như vậy, chỉ tính riêng tiền trả lãi nợ công trong 10 năm tới, mỗi người Mỹ sẽ phải gánh 18.440 đô la. Số dân Mỹ hiện tại là 325 triệu 365.189 người. Nguyên nhân của nợ công tại Mỹ tăng cao là do sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 thì tích lũy của vay nợ hàng năm, vay nợ do thâm hụt ngân sách dẫn đến nước này phải vay thêm để mà đảo nợ. Trong đó, nguyên nhân chính gây ra gia tăng thâm hụt ngân sách là do tăng chi chủ yếu ở các chương trình xã hội và giảm thu chủ yếu là các chương trình cắt giảm thuế của chính phủ của ông Barack Obama. Sang đến thời điểm ông Donald Trump thì chính phủ của ông phải gánh số nợ cũ và lại phải tăng chi cho chương trình xây dựng công trình cơ sở, cải tổ chính sách di cư. À, nói thêm đó là ở trong khi ở Việt Nam với kiến thức con gián của bọn kền kền, cụi, cẩu không hiểu chút gì về nợ công, cứ thấy Việt Nam nợ công bình quân 30 triệu đồng một người dân là chúng bình loạn như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Một bài viết rất hay các bạn. À, bài viết này cũng được 25 lượt chia sẻ, hy vọng các bạn lên các bạn chia sẻ tiếp. Để mà cho biết là một số người không đủ thông tin, đâm ra ác cảm với chính quyền Việt Nam ngay. Đây.